bắt đầu phiên điều trần kháng cáo về quyền cư trú của người giúp việc nước ngoài tại Hồng Kông. Tin từ Hồng Kông, Tòa án cao nhất của Hồng Kông đã bắt đầu phiên điều trần kháng cáo để quyết định liệu khoảng 300.000 người giúp việc ngoại quốc, đa số là người phi luật tân, có quyền nộp đơn xin thường trú hay không. Theo hiến pháp của Hồng Kông, người ngoại quốc có quyền trở thành cư dân thường trú, có quyền bỏ phiếu, hưởng phúc lợi xã hội và các dịch vụ khác nếu họ sống ở đây liên tục trong 7 năm. Tuy nhiên, luật di trú từ chối quyền đó đối với những người ngoại quốc làm công việc giúp việc, đa số là người phi luật tân và nam dương. Người giúp việc gốc phi luật tân, bà Evangeline Van Jos, là người ban đầu đã khởi kiện và đã giành chiến thắng vào tháng 9 năm 2011 khi một tòa án thấp hơn phán quyết rằng bà có quyền nộp đơn xin thường trú tại Hồng Kông. Sau đó, chính phủ Hồng Kông đã thắng trong vụ kháng cáo vào tháng 3 năm 2012. Luật sư của bà Van Jos là ông Mark Daly cho biết bà sẽ tới dự phiên điều trần kéo dài 3 ngày. Ngay sau khi phiên điều trần bắt đầu, 7 nhà hoạt động từ nhóm Người phi luật tân thống nhất tại Hồng Kông đã dương biểu ngữ kêu gọi tòa án phán quyết có lợi cho người giúp việc.